Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Khỏe để sống vui, một chương trình được phát sóng hàng tuần trên kênh Style TV VTVK12. Kính thưa quý vị, sinh thường hay sinh mổ thì người phụ nữ đều phải trải qua một khoảng thời gian kiêng cữ bởi vì những tổn thương trong quá trình sinh nở. Và ở Việt Nam thì quá trình này có vẻ sẽ hơi nặng nề và khiến cho nhiều chị em cảm thấy áp lực bởi vì những quan niệm về việc kiêng cữ. Và ngày hôm nay, để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị khán giả về chủ đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ những vị khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Ngân Hà, Phó trưởng khoa phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Và vị khách mời thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm vô cùng thực tế. Xin được giới thiệu chị Bùi Thị Dung. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ. Bác sĩ có thể thông tin rõ hơn là ở cữ là gì? Và tại sao phụ nữ sau khi sinh lại phải ở cữ không ạ? Ở cữ thì thật ra là cái khái niệm mà dân gian các cụ hồi xưa hay bảo dành cho những người phụ nữ sau sinh. Còn theo cái từ chuyên môn bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là giai đoạn hậu sản. Giai đoạn hậu sản sẽ tính là 6 tuần sau khi người phụ nữ sinh con xong, có thể là sinh thường hoặc sinh mổ. Và trong cái giai đoạn 6 tuần đấy thì người phụ nữ sẽ phải theo dõi những cái yếu tố đặc biệt về sức khỏe. Nó liên quan đến sức khỏe về của cái hệ thống cơ quan sinh sản và cái sức khỏe về tâm sinh lý, cái sự bình phục sau khi người phụ nữ sinh con. Giống như là mình vừa trải qua một cái sự biến đổi rất là lớn của trong cơ thể thì sẽ cần 6 tuần để theo dõi. Vậy không biết là với Dung thì sao? Cái khoảng thời gian ngày trước khi mà mình ở cữ là khoảng thời gian trong bao lâu ạ? Ngày trước mình sinh em bé xong rồi mình có dành thời gian là 2 tháng để ở cữ. Rơi vào khoảng là 8 tuần ạ. 8 tuần. Lúc đó Dung là sinh mổ hay là sinh thường ạ? Dạ, là mình sinh mổ ạ. Như vậy thời gian ở cữ của Dung là 8 tuần, cũng khá là giống với khoảng thời gian mà bác sĩ vừa chia sẻ trước lúc đó. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi thấy là nhiều người có quan điểm là ở cữ càng lâu thì càng tốt. Thời gian hậu sản càng lâu thì mình sẽ càng cẩn thận và sẽ kỹ càng hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình. Có những người là 3 tháng, thậm chí là 4-5 tháng. Bác sĩ nghĩ sao về quan điểm này ạ? Sau cái khoảng thời gian ở cữ, người phụ nữ cũng nên có sự tái hòa nhập cộng đồng. Tái hòa nhập cộng đồng sẽ giúp cho tâm sinh lý của người phụ nữ sẽ ổn định và sẽ tốt hơn. Cộng với việc khi mà chúng ta có sự tiếp xúc hòa nhập với thiên nhiên thì cơ thể chúng ta sẽ tiếp nhận ánh nắng và tất cả những cái yếu tố khác nó giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ trở về bình thường nhanh hơn. Chứ còn nếu mà theo quan điểm dân gian ở cữ 3 đến 6 tháng thì cái việc đấy tôi nghĩ đối với hiện đại là không cần thiết. Thậm chí là còn có thể gây ra một vài cái hậu quả như là người phụ nữ sẽ cảm thấy là bị bí bách và sẽ dẫn đến những cái yếu tố tâm lý nó còn tệ hơn, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vậy không biết là cái khoảng thời gian ở cữ giữa sinh thường và sinh mổ thì liệu rằng cái giai đoạn đó của hai cái tiến trình sinh thường sinh mổ nó có gì khác nhau không ạ? Về cái khoảng thời gian ở cữ giữa sinh thường và sinh mổ thì là giống nhau. Nhưng mà về cái theo dõi ở cữ giữa sinh thường và sinh mổ thì có một số điểm khác nhau vì là sinh thường với sinh mổ là nó khác nhau về đường em bé ra đời. Chứ còn về cái khoảng thời gian hậu sản của sinh thường và sinh mổ thì đều là giống nhau. Là khoảng từ 6 đến 8 tuần. Thế còn những cái điểm khác nhau khi mà chúng ta theo dõi thì cụ thể những cái điểm khác nhau đó là gì ạ? Điểm khác nhau khi chúng ta theo dõi giữa người phụ nữ sinh thường và sinh mổ, đấy là ở người phụ nữ sinh thường thì chúng ta sẽ theo dõi cái vết khâu của tầng sinh môn, xem có lành tốt không, có bị chảy máu không. Còn đối với người phụ nữ sinh mổ thì chúng ta lại theo dõi những cái yếu tố liên quan đến vết mổ, xem vết mổ có nhiễm trùng hay không, có vấn đề gì hay không. Thì đấy sẽ là những cái thông tin tiêu chuẩn, không thông tin chuẩn nhất để chúng ta theo dõi trong cái khoảng thời gian hậu sản của một người phụ nữ sau khi sinh. Vậy với câu chuyện thực tế của Dung thì sao? Có một điều mà Mai Anh phải thú nhận, đấy là mỗi khi lắng nghe câu chuyện ở cữ của một người phụ nữ thì lại thấy là có rất là nhiều những cái tình huống khác nhau xảy ra. Mỗi người sẽ đem đến một câu chuyện. Và không biết là cái khoảng thời gian ở cữ của Dung thì Dung nhớ là nó như thế nào vậy? Khoảng thời gian ở cữ của mình thì thực ra thì về vấn đề sức khỏe thì không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà có vấn đề về tâm lý của mình ấy, là sau khi sinh em bé thì lúc đấy là mình đang phải làm quen với việc là mình phải trông con, không quen được với cái cảm giác là phải thức đêm ở trong em bé. Thế là nhiều lúc là trong tâm trạng của mình cũng có một vài lúc là mình cảm thấy trong lòng nó kiểu nó chưa quen, kiểu cũng vẫn kiểu là bứt rứt trong người ấy. Với cả nhiều lúc là mình cứ ở trong một cái căn phòng nhỏ lâu quá, mình cảm giác là mình hay cáu giận này. Với cả mình cảm thấy là cũng hơi buồn. Tại vì là các mẹ bắt ở cữ là không được nói chuyện với người khác này. Nhưng mà mẹ mình ấy là bảo là không được hóng chuyện ấy ạ. Tại vì sợ là sau này sẽ bị nhịu hay là bị lẫn. Cái thứ hai là vệ sinh sau khi sinh em bé thì các mẹ sẽ bắt là kiêng nước phải đến 10 ngày đến 15 ngày. Mẹ mình đợt đấy mình sinh vào là cuối mùa đông là tháng 12 nên là các mẹ đã sợ bị lạnh ấy, đúng không ạ?
Rồi các mẹ cứ bắt là chỉ được lau người thôi, không được tắm và kiêng gội đầu. Mình phải kiêng đến 15 ngày ấy, là không gội đầu. Nhưng lúc đấy là không thể chịu được nữa rồi, mẹ bảo là phải kiêng một tháng. Mình bảo là nếu kiêng một tháng thì chắc là con không chịu được mất. Thế lúc đấy là phải đi gội đầu ngay. Nhưng mà thực ra thì sau này mình cũng có tìm hiểu về một số tài liệu ấy, thì người ta nói là các bác sĩ nói là cũng không cần nhất thiết phải kiêng quá lâu như vậy. Còn về vấn đề ăn uống thì sau khi sinh thì các bà tân tiến hơn là cũng để cho mình ăn đầy đủ các chất, chứ không bắt nhất thiết là như ngày xưa là các bà cứ bắt là phải ăn chỉ ăn thịt nạc không. Ăn thịt nạc không thì thực ra là rất là khó ăn chị ạ. Đấy, với cả mẹ mình, mẹ đẻ mình thì thích cho mình ăn nhiều nghệ và cà chua. Thì mẹ mình nói là những nghệ với cả cà chua thì sẽ tốt cho kiểu là tốt cho máu phải không ạ? Tốt máu hơn. Thế để da dẻ phụ nữ cũng sẽ đẹp hơn sau khi sinh. Đúng là lại thêm những cái câu chuyện mới về việc ở cữ của chị em phụ nữ. Đúng như là những gì mà Dung vừa chia sẻ thì có rất là nhiều người có quan niệm là phụ nữ sau khi sinh trong cái khoảng thời gian ở cữ sẽ phải mặc quần áo dài tay này, dài chân này, rồi bịt bông tai, đi tất cả ngày, không được tắm, không được gội đầu, không được ra gió, phải ở trong phòng kín. Thì với những cái quan niệm này, thực sự nó sẽ là những cái trải nghiệm khá là khiến cho chị em phụ nữ mà chưa sinh sẽ bị áp lực. Nhưng mà thực tế thì những cái điều này có cần thiết không ạ? Thật ra theo vấn đề chuyên môn thì chúng tôi nghĩ cái vấn đề của giai đoạn hậu sản thì bệnh nhân cần phải chú ý đến những vấn đề, thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là vệ sinh sạch sẽ. Từ xưa đến nay quan điểm dân gian là nhiều khi hơi quá, bắt sản phụ là phải kiêng tắm trong 15 đến 20 ngày, hoặc có người kiêng tắm 3-4 tháng. Thực ra việc đấy nó cũng gây rất là mất vệ sinh và làm cho người phụ nữ rất là khó chịu. Nhưng quan điểm của chuyên môn thì giai đoạn hậu sản chúng ta tránh chứ không phải là kiêng tuyệt đối. Gọi là tránh một số yếu tố, ví dụ như nước lạnh, nhiệt độ lạnh quá vì lúc đấy cơ thể chúng ta còn yếu, chưa thích nghi được. Tránh những nơi ồn ào vì cơ thể mới sinh xong thường là mất máu, suy nhược, rất là mệt mỏi. Chúng ta cần cái không gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng nhiều hơn là phải ở cữ theo kiểu như kiêng tuyệt đối những cái vấn đề mà các mẹ hồi xưa cứ bắt chúng ta ở cữ như vậy. Vì khi mà chúng ta kiêng quá như thế là người phụ nữ rất dễ dẫn đến vấn đề trầm cảm sau sinh. Vì cái giai đoạn một tháng đầu là người phụ nữ, thứ nhất là cơ thể đã cực kỳ mệt mỏi sau một cuộc sinh nở. Thứ hai là lại phải thích nghi ngay với một cái việc cũng tương đối là vất vả là chăm sóc và trông em bé. Thứ ba lại phải tất cả những cái hoạt động hay những cái thói quen, thú vui cá nhân bình thường mà mình vẫn tham gia được, những cái sinh hoạt cá nhân bình thường lại thay đổi hoàn toàn. Cho nên trong cái giai đoạn tháng đầu này là giai đoạn vất vả nhất đối với những người phụ nữ sau sinh. Thế còn những cái hoạt động mà cũng được khuyến cáo là phụ nữ sau khi sinh không nên làm như là sử dụng máy tính, điện thoại, những cái màn hình, những cái thiết bị điện tử thì sao ạ? Gọi là hạn chế thôi. Bởi vì sau khi sinh đa phần kiểu gì thì người phụ nữ cũng có hiện tượng mất máu, nó dẫn đến những cái việc như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Chính vì thế mà hạn chế sử dụng những cái thiết bị điện tử để cho mắt và được nghỉ ngơi, và ăn uống bổ sung các cái chất dinh dưỡng đầy đủ để hồi phục sức khỏe. Có nghĩa là mọi thứ thì mình biết là không tốt thì mình sẽ hạn chế, đến mức là cấm tiệt, hoặc là không đến mức là mình sẽ phải kiêng hoàn toàn không sử dụng. Thì như thế cũng sẽ khiến cho tâm lý của chị em phụ nữ có rất là nhiều những cái bức bối. Còn quay trở lại về câu chuyện về chăm sóc rồi dinh dưỡng thì với Dung, không biết là khi Dung ở cữ thì Dung có sử dụng những cái loại thuốc hay là thực phẩm chức năng nào không? Mình sau khi sinh ấy, thì mình cũng được bác sĩ kê cho một số thuốc bổ, ví dụ như là vitamin tổng hợp ạ. Mình có dùng một số vitamin tổng hợp này và canxi. Bác sĩ có dặn mình là nên sau khi sinh thì nên uống canxi đến từ 6 tháng đến 1 năm để bổ sung canxi, để nó giúp chắc khỏe xương của mẹ. Quá trình mình mang bầu ấy thì là em bé cũng lấy một lượng canxi nhất định của người mẹ. Thì là thiếu hụt rồi là bây giờ mình phải bổ sung thêm vào luôn. Vâng. Còn về chế độ dinh dưỡng thì Dung cũng có chia sẻ trước đấy là cái chế độ của mình cũng khá là cân bằng, không phải là kiêng khem quá là nhiều món ăn. Vậy với cái hành trình như vậy của Dung ấy, với trải nghiệm như vậy của Dung thì bác sĩ thấy sao ạ? Chế độ như vậy đã là hợp lý chưa? Về chế độ dinh dưỡng đối với phụ nữ ở trong giai đoạn hậu sản thì người phụ nữ nên ăn đầy đủ tất cả các nhóm chất dinh dưỡng, không nên kiêng quá đà. Những cái nhóm thực phẩm mà chúng ta cần phải cân bằng trong cái chế độ dinh dưỡng, ví dụ như đạm, protein, rau xanh, vitamin, khoáng chất, thì tất cả những cái nhóm đấy phải có sự cân bằng tương đối.
chúng ta không nên ăn quá nhiều một cái nhóm nào đấy, không nên quá ăn thiên về một cái nhóm nào đấy, mà chúng ta cần phải cân bằng tất cả những cái yếu tố như vậy. Còn đương nhiên là đối với cái phụ nữ hậu sản là sau quá trình sinh nở, người phụ nữ kiểu gì cũng mất rất là nhiều máu và cơ thể rất mệt mỏi, thì chúng ta có thể tăng cái khẩu phần đạm lên. Đấy là những cái khẩu phần liên quan đến thịt nạc này, tôm này, thịt gà, tất cả những nhóm thực phẩm đấy đều rất là lành và có thể sử dụng cho phụ nữ sau sinh trong giai đoạn hậu sản. Trong cái tháp dinh dưỡng, chúng ta có thể tăng khối lượng của những cái nhóm thực phẩm đấy lên để hồi phục sức khỏe cho người phụ nữ sau sinh thật tốt. Ngoài ra có thể bổ sung những cái thực phẩm chức năng sắt, canxi và vitamin tổng hợp, vì những cái thực phẩm chức năng đấy nó cũng rất là tốt, rất là quan trọng trong quá trình hình thành cái nguồn sữa mẹ để nuôi con. Làm sao cho cái chất dinh dưỡng trong sữa mẹ được tốt nhất để cho em bé được thật khỏe mạnh. Cũng phải có những cái loại thực phẩm mà chúng ta tránh, chúng ta không nên ăn. Những thực phẩm tránh trong cái giai đoạn ở cữ thì chúng ta nên kiêng những cái đồ có tính chất kích thích, cay nóng hoặc là lạnh. Thì trong cái giai đoạn ở cữ, khi cơ thể của mình còn yếu, những cái thực phẩm như vậy nó sẽ có tác động không tốt đối với dạ dày. Dạ. Cộng với nó sẽ những cái thực phẩm mà có tính chất kích thích như đồ cay nóng, nếu qua nguồn sữa mẹ mà để em bé ăn thì lúc đấy cái đường ruột của em bé còn yếu, em bé cũng sẽ rất là dễ bị tiêu chảy và những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe khác. Là mấy anh thấy các bà bầu sau khi mà để xong á, là mọi người sẽ được khuyến khích là ăn rất là nhiều móng giò để tốt cho sữa mẹ. Thì liệu rằng mà việc mình nạp quá là nhiều cái chất như vậy trong một khoảng thời gian ngắn nó có thực sự tốt không ạ? Cái gì quá cũng đều là không tốt. Chúng ta nên thay đổi thực đơn làm sao cho người mẹ vẫn cảm thấy rất là ngon miệng. Chứ không nên cố định vào một món ăn nào đấy mà ngày nào cũng ăn, thì thứ nhất sẽ dẫn đến chán, cái thứ hai là ăn móng giò nhiều quá sẽ dẫn đến người phụ nữ sẽ rất dễ bị béo phì. Việc đấy cũng không tốt. Có nghĩa là cái thực đơn của chúng ta nên thay đổi hàng ngày, hàng tuần sao cho thật là phong phú, từ đấy mới kích thích cái vị giác của người phụ nữ, cộng với ăn một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ thì nguồn sữa dành cho em bé nó cũng mới tốt nhất. Dạ. Thì lúc đấy thì cơ thể của cả mẹ cả bé mới sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là về chế độ dinh dưỡng. Thế còn việc luyện tập thì sao? Lúc đó thì Dung có nhớ là sau bao nhiêu lâu khi mà sinh em bé thì mình bắt đầu vận động nhẹ nhàng lại không? Sau khi mình mổ thì thực ra thì bác sĩ cũng khuyên là lên đi lại. Đi lại luôn từ sau khi mổ, đúng không ạ? Trong viện thì đã đi lại rồi. Sau còn về nhà thì độ tầm một tuần thì bắt đầu mình cũng bắt đầu chăm bé con quen, thì mình sẽ đi lại vận động nhẹ trong phòng, rồi chơi với em bé trong phòng. Dạ. Còn mình hầu như là 2 tháng ở cữ thì mình chỉ đi lại trong phòng nhẹ nhàng thôi. Chứ mình cũng chưa luyện tập gì, gọi là tập các bài tập nặng hơn. Dạ. Thường thì các bác sĩ sẽ khuyên là ở giai đoạn hậu sản, những người phụ nữ ngoài việc đi lại sẽ có cần phải bổ sung thêm bài tập hoặc là chế độ luyện tập, có lưu ý gì không ạ? Trong cái giai đoạn hậu sản thì đối với những người phụ nữ sinh thường và sinh mổ thì cái chế độ luyện tập cũng sẽ hơi khác nhau một chút. Ví dụ những người phụ nữ có sinh mổ, tức là có cái vết mổ ở trên thành bụng ấy, thì đối với những cái việc luyện tập thể dục thể thao chúng ta cũng phải hạn chế hơn, vì nó sẽ ảnh hưởng đến vết mổ của thành bụng. Còn những cái việc như đi lại nhẹ nhàng hoặc là vận động tay chân nhẹ nhàng thì những việc đấy mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì và cũng nên làm như vậy để cho cơ thể của mình dần dần trở lại dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Chứ người phụ nữ hậu sản không nên nằm ì ở trong một cái phòng tối, nằm suốt ngày không dậy, như thế thì cơ thể sẽ rất là mệt và yếu, dẫn đến cái vấn đề tâm lý liên quan đến trầm cảm, mệt mỏi rồi cáu gắt. Tất cả những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là không tốt đến cái giai đoạn hậu sản. Còn quay trở lại với Dung thì trong cái quá trình ở cữ, Dung có thấy là có những cái dấu hiệu gì bất thường không? Thì sức khỏe thì mình thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là về tâm lý. Thì khi mà mình chưa quen với một cái việc mới là mình phải chăm sóc em bé nhá. Chăm sóc em bé lúc mới sinh, thực ra các bạn em bé cũng rất là ngoan, cũng không khóc mấy, nhưng mà mình phải chăm cho em này, mình phải cho con bú này, rồi mình phải vắt sữa nữa. Nhiều công việc đấy nó sẽ thay thế những cái công việc, những cái sở thích hàng ngày của mình, nên mình cảm thấy là trong tâm lý của mình có một số kiểu bức bối trong cơ thể thôi. Nó chỉ ảnh hưởng đến tâm lý một chút thôi. Nhưng mà lúc đó thì Dung xử lý như thế nào? Thực ra thì mình cũng phải làm quen dần, rồi khi nào mà con ngủ thì mình cũng sẽ ngủ nhiều hơn, ngủ để lấy lại sức khỏe chứ ạ. Thì thấy cơ thể mình cũng sẽ đỡ mệt hơn. Và sau đó thì cho con nghe nhạc và mẹ cũng nghe nhạc. Nghe nhạc cũng làm cho mình cảm thấy tâm lý nó cũng thoải mái hơn. Có lẽ những vấn đề về tâm lý giống như Dung thì cũng rất là nhiều chị em phụ nữ gặp phải. Và những cái cách xử lý của Dung thì cũng là những cái điều mà chúng ta nên khuyến khích, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta cũng dần phải tự thay đổi bản thân để bước vào cái giai đoạn mới là giai đoạn làm mẹ.
Và cái giai đoạn mới bao giờ cũng là vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là lúc đầu là khó khăn nhất. Chứ còn sau một vài tháng thì đa phần người phụ nữ cũng đã có sự quen hơn, quen thuộc hơn thì tất cả mọi việc nó sẽ thuận lợi hơn. Và khi gặp những cái vấn đề ví dụ như là trầm cảm hoặc là có những cái dấu hiệu bất thường ạ, thì thường là sẽ ở một cái mức độ như thế nào thì sẽ cần phải đến bệnh viện để thăm khám ạ? Đối với theo dõi sức khỏe của cái giai đoạn hậu sản, khi người phụ nữ bị những cái dấu hiệu, thứ nhất là gầy gò, xanh xao, mệt mỏi nhiều, thứ hai là sản dịch ra lâu và có mùi. Nếu sản dịch mà ra trên một tháng thì là chúng ta cũng bắt đầu phải để ý, vì đó cũng có thể là những cái dấu hiệu liên quan đến sự bất ổn. Ba là đau bụng, sốt, thì tất cả những cái triệu chứng như vậy là người phụ nữ phải nhập viện để thăm khám và theo dõi luôn. Vì đấy chính là những cái biến chứng liên quan đến cái giai đoạn hậu sản, tức là sót rau hoặc là viêm niêm mạc tử cung hoặc là nhiễm trùng, vết mổ hoặc vết khâu. Nếu mà khi chúng ta bị những cái dấu hiệu mà sốt liên quan đến nhiễm khuẩn tử cung trong giai đoạn hậu sản mà chúng ta sẽ không để ý thì sau này cái tử cung của chúng ta nó sẽ bị nhiễm khuẩn và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cái lần mang thai về sau. Đó là về những cái lưu ý này, về những cái biến chứng, những cái điều bất thường trong cái quá trình ở cữ. Như thế thì cũng có thể thấy rằng là cái giai đoạn ở cữ của Dung cũng khá là hợp lý, khi mà vẫn vừa kết hợp dinh dưỡng rồi vận động cũng là những cái yếu tố, những cái bước đi nhẹ nhàng thôi. Và sau 8 tuần, 2 tháng bạn ở cữ nhỉ, thì lúc đó sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường. Vâng, hầu như là sau 8 tuần thì thực ra mình sinh mổ, thì là vết mổ lúc này nó cũng liền rồi. Thì thi thoảng thì nó cũng hơi khó chịu một chút, nếu mà mình vận động mạnh hay là tập thể dục thể thao sau 8 tuần thì nó cũng hơi khó chịu một chút thôi. Còn mình sau 8 tuần thì hầu như là sức khỏe của mình hồi phục bình thường. Mình đưa em bé ra công viên, 8 tuần là mình đã đưa em bé ra công viên rồi, cho em bé hít thở không khí trong lành. Và lúc này thì tâm lý của mình chắc là cũng đỡ hơn giai đoạn đầu tiên, thoải mái hơn. Đã làm quen được rồi trong cái 2 tháng vừa qua. Vậy bác sĩ có những cái khuyến cáo lưu ý gì ạ trong cái quá trình ở cữ dành cho các bà mẹ đây ạ? Vâng, trong quá trình ở cữ cho các bà mẹ thì chúng ta nên bổ sung một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung thêm sắt, canxi và vitamin tổng hợp, cộng với phải luôn giữ một cái tinh thần lạc quan, thoải mái, từ từ thích nghi với những cái thiên chức chăm sóc em bé. Tất cả những cái vận động thì cũng nên bình thường, dần dần chúng ta quay trở lại với những cái nhịp độ cuộc sống bình thường. Có như vậy thì người phụ nữ sau sinh mới giữ được cả một sức khỏe về thể chất và tinh thần tốt nhất để có thể chăm sóc cho em bé được khỏe mạnh nhất. Xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và như thường lệ trong tất cả các chương trình của chúng ta thì luôn luôn có một phần đặc biệt để bác sĩ, chuyên gia của chương trình có thể trả lời các câu hỏi trực tiếp của quý vị khán giả gửi về qua email hoặc là qua fanpage của chương trình. Có lẽ bây giờ sẽ là thời lượng mà bác sĩ sẽ sẵn sàng để trả lời những câu hỏi này chứ ạ? Vâng, tôi sẵn sàng rồi ạ. Khán giả có địa chỉ email thanhnga@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Em năm nay 28 tuổi, vừa sinh được 2 tháng thì bị sốt. Em có nên sử dụng thuốc hạ sốt và kháng sinh để điều trị tại nhà không ạ? Chào bạn, sau sinh khi bạn có triệu chứng sốt thì bạn nên thăm khám ở bệnh viện, siêu âm, xét nghiệm máu, tìm nguyên nhân sốt. Tìm được nguyên nhân sốt thì lúc đấy chúng ta mới sử dụng thuốc hạ sốt và kháng sinh phù hợp, chứ không nên tự điều trị tại nhà. Khán giả có địa chỉ Facebook Phòng Nguyễn hỏi: sau sinh một tuần, vợ em có hiện tượng bị bí tiểu và táo bón. Làm sao để cải thiện được tình trạng này ạ? Tình trạng bí tiểu cũng rất là hay gặp ở phụ nữ sau sinh, đặc biệt là sinh mổ. Vì tất cả các cơ của thành bụng chưa hồi phục cho nên là dễ dẫn đến tình trạng bí tiểu. Nếu bạn bị bí tiểu quá nhiều thì phải nhập viện để thăm khám. Còn đối với táo bón thì là do cái chế độ dinh dưỡng của mình chưa phù hợp. Mình đã ăn quá nhiều những cái chất dinh dưỡng thuộc cái nhóm đạm. Về cái vấn đề táo bón thì thay đổi chế độ dinh dưỡng thì dần dần sẽ được cải thiện. Chắc chắn là với những cái câu trả lời vừa rồi đã phần nào khiến cho các vị khán giả của chương trình đỡ đi cảm giác hoang mang khi mà gửi những câu hỏi này về trong số ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian và chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích dành cho quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, và thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có được một khoảng thời gian bổ ích cùng với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.